Hello, xin chào các bạn quay lại channel Rider Kids. Camaro Kids tập đầu tiên được công chiếu. Bí ẩn về trò chơi hay thật sự nó đã kết thúc và mở màn cho một trò chơi hoàn toàn mới. Điều gì đã xảy ra trong thế giới này? Chúng ta cùng bắt đầu ngay với clip tóm tắt của mình về Camaro Kids nha. Chúng ta cùng bắt đầu ngay với phần tóm tắt Camaro Kids. Đứng trước một bờ biển mênh mông bí ẩn, một chàng trai với chiếc áo khoác của anh ấy được một cô gái cùng bí ẩn không kém trao cho một chiếc thắt lưng. Anh sẽ trở thành Kamen Rider. Anh ấy cởi chiếc mũ trùm của mình ra, tất nhiên tôi sẽ chấp nhận nó. Đến thời điểm hiện tại vào 6 tháng sau, rất nhiều người chơi được tuyển chọn như anh ta trở thành những Kamen Rider trong một trò chơi bí ẩn. Tất cả bọn họ đều đã bị loại bỏ, chỉ còn lại 3 Rider, trong đó thì tất nhiên có nhân vật chính. Họ sẽ tham gia trò chơi cuối cùng để xem điểm số của ai là cao nhất và trò chơi đó là gì. Chúng ta sẽ được biết ngay sau. Ở thời điểm hiện tại còn một chàng trai khác, người sẽ trở thành Second Rider trong tương lai. Anh ta đã tham gia cuộc phỏng vấn của một công ty tại Nhật. Với thái độ yêu hòa bình như vậy, anh ta làm cho những người phỏng vấn của mình rất thất vọng. Vì thương trường cũng như chiến trường, nếu anh có tư tưởng đó, anh rất khó có thể tiếp tục với công ty chúng tôi. Anh ấy rất thất vọng cũng như biết được kết quả của mình. Và rất may mắn anh ấy có một người chị gái dẫn mình đi ăn để khôi phục về tinh thần. Trong lúc đang đi ăn thì cô chị cũng rất là con người trong thế giới hiện tại. Trong cuộc nói chuyện, cô ấy luôn xem điện thoại về một streamer. Streamer này là một cô gái giàu có, cũng sẽ trở thành rider trong tương lai. Cô ta đã bỏ nhà ra đi và tạo ra những quay livestream được. Nhưng trong quá trình quay, đã bị những vệ sĩ mình đưa về nhà giống một cô tiểu thư chân chính. Mọi chuyện chứng tình như vui vẻ thì một bức màn đã ngăn cách cả hai chị em. Đây chính là bức màn của không gian trò chơi. Người em đã bị kẹt vào không gian này, còn người chị thì không. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện. Những tên ác quỷ, bọn chúng đã tấn công tất cả người dân và sẵn sàng ra tay tiễn họ về chính suối. Cảm thấy được sự nguy hiểm, cả bên cô nàng livestream lẫn cậu nhân viên Kewa này đều bỏ chạy và tình cờ họ lại gặp nhau. Trên không gian trò chơi cuối cùng không gian được mở ra. Ba người chơi hay bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu để tranh giành điểm số với nhau. Tình cờ thay cả hai đều được cứu bởi một Kamen Rider với hình dạng gấu bất cực. Anh ta đã ra tay cứu giúp tất cả, cùng với đó là một chàng trai với sức mạnh của trâu và zombie. Tên trâu này không có ý định giúp người, hắn chỉ tiêu diệt quái vật để kiếm điểm cho mình. Vừa tiêu diệt xong thì hắn đã cầm điện thoại sẽ xem kết quả ai mới là người cao điểm nhất và hắn ta đang là người dẫn đầu. Cả hai người này sau khi giải cứu của nàng Dreamer cũng như Kewa đã đưa họ đến một nơi an toàn. Ở đây bọn họ bàn về lý tưởng của nhau. Cố bất cực cũng là một người đàn ông đứng tuổi và từng là Ryuso Blue. Anh ta đã chuyển hóa trở lại trạng thái cơ bản và nói trách nhiệm của tôi từng là một lính cứu hỏa nên tôi muốn giúp đỡ mọi người. Tên trâu cũng không để chuyện này diễn ra quá lâu, hắn ta đã chèn ép tư tưởng đó. Tất cả người tham gia cuộc chơi này đều có mục đích, chứ chẳng tốt đẹp gì đâu. Đừng cố tỏ ra mình là anh hùng. Cả hai tên đều có mục đích của mình, nhưng bọn chúng nhận ra Giz, hắn ta ở đâu? Chẳng lẽ hắn tính tấn công vào pháo đài? Pháo đài là gì? Nó là một thứ gì đó khổng lồ đang xuất hiện trên bầu trời sau lưng của Kewa tấn công. Kamen Rider gấu bất cực đã cố gắng Henshin nhưng bỏ tay, anh ta đã bị loại khỏi cuộc chơi. Tên trâu vô cùng đắc ý vì nghĩ mình sẽ chiến thắng. Chẳng ai có thể tiêu diệt được pháo đài và hắn ta sẽ tiêu diệt hết bầy rệp ở đây và trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đời thì không đơn giản như mơ. Pháo đài đẩy nữ streamer rơi xuống và được Kiss cứu giúp bằng chiếc xe của anh ấy. Vũ khí bí mật mà anh ấy đã chuẩn bị. Tôi không như bọn họ, tôi đã có át chủ bài trong tay. Chiếc Busco với sức mạnh Push, khả năng của nó là tạo một chiếc xe đúng với biểu tượng Kamen Rider. Và đó tại sao là át chủ bài của Kamen Rider Kiss. Thứ đó sẽ giúp anh ta chiến thắng hay sao? Sau khi cứu giúp cô gái và tỏ ra ngầu lòi, thì chợt nhận ra liệu phải Kewa là bạn trai của cô. Làm thế thì tôi tỏ ra ngầu làm gì nhỉ? Màn chính của chúng ta đã thể hiện một màn sử dụng Kamen Rider Kiss với sức mạnh của Magnum Push và cuối cùng là trạng thái xoay ngược trở thành Kamen Rider hoàn thiện. Kamen Rider Kiss Magnum Push chiến thắng trò chơi bằng cách sử dụng tất cả khả năng và đặc biệt nhất chính là Push tấn công một pháo đài bằng cách hủy diệt bên trong của nó. Và đó chính là cách anh ta chiến thắng trò chơi này, người duy nhất hoàn thành trò chơi phá hủy pháo đài và đạt điểm tối đa. Tập 1 cũng chính là tập cuối của Kamen Rider Kiss khi trận chiến đã có người thắng cuộc, chàng trai bí ẩn Ace, người thú vị đó. Admin của trò chơi đã không nhận A và thế giới này sẽ bị xóa bỏ, tạo ra một thế giới mới. Anh ta đã có khả năng kiến tạo nên một thế giới của riêng mình và trò chơi lại tiếp tục. Chúng ta cũng có thể biết được có thể điều ước của anh ta chính là trò chơi này sẽ diễn ra vĩnh cửu, hay chúng ta gọi là smurf, thuật ngữ khá thích thú trong những người chơi game khi họ trình cao và xuống để hành gà. Có điều đó phải là mục tiêu của A hay không? Thế giới hiện tại mọi người đều quên hết trước. Kewa thì tưởng nó chỉ là một giấc mơ, nhưng cho đến khi anh nhận được chiếc driver cùng với lại cô nữ streamer, khi đụng vào nó, giết đồng tiền đại diện cho bản thân mình, anh ta đã nhớ lại tất cả. Rõ không phải là giấc mơ. Liệu anh ấy có trở thành Kamen Rider và chiến đấu cùng với chàng trai bí ẩn Ace Kamen Kid hay không? Và mục đích của Kid là gì? Khi anh ấy đã thay đổi trang phục hoàn toàn ở cuối đoạn video và đồng tiền anh ấy cầm trên tay, một người chiến thắng sẽ mong muốn gì ở một trò chơi và anh ta sẽ thiết lập gì vào trò chơi của mình? Dòng thông báo cuối cùng hiện ra khi bạn đã nhận được ID cùng với lại driver. Đây là tấm vé một chiều.
không bao giờ bạn có thể khứ hồi được nữa. Kamen Rider Kiss tập đầu tiên, chúng ta đã thấy được Kamen Rider Kiss tạo ra những tình tiết vô cùng lắt léo, nó không theo bất kỳ trình tự nào. Nhân vật chính thì xuất hiện rồi biến mất cực kỳ nhanh, trong khi nhân vật Second Rider lại tỏ ra là main chính trong toàn bộ tập này. Với mô típ cũng như tập đầu tiên như thế này thì có lẽ Kamen Rider Kiss là một những bộ siêu phẩm tiếp theo về Kamen Rider. Đó là cảm nhận sơ lược mình về tập đầu tiên. Mình có rất nhiều ý kiến về tập 1 nên mình sẽ dành cho phần phân tích video tập 2 nha. Đó là toàn bộ những biến bí ẩn về Kamen Rider Kiss. Liệu người đàn ông tên Ace, anh ta sẽ làm gì để tạo ra một thế giới mới và nó khác biệt gì thế giới hiện tại? Chắc anh ta là một kẻ đam mê trò chơi này. Và dù có kết thúc đi chăng nữa thì anh ta vẫn sẽ reset nó một lần nữa. Chúng ta hãy cùng đón xem phần phân tích mình về Kamen Rider Kiss tập sau nhé. Mình là Rider Kiss, thank you for watching. Bye.